đầu phá thương khung phần 5 tập 39. Sau khi bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm lộ ra, Tiêu Viêm và Hàn Phong đang lầm lầm tranh giành. Các trưởng lão thì cùng với cường giả Hắc Giác Vực giao tranh kịch liệt, Hàn Phong chủ động lao lên cướp đoạt trước. Tiêu Viêm vì đã được trải nghiệm thất bại nên đã có kinh nghiệm rồi, Hàn đứng yên tại chỗ chứ không lao lên ngăn cản. Hàn Phong vừa mới tiến lại gần thì đã bị đau tim, tâm hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm quá mạnh mẽ, nó lập tức khiến Hàn Phong bị thương. Tiêu Viêm nhân cơ hội này để động thủ, lao ra phía sau lưng tăng môi trường vào người Hàn Phong. Hàn Phong vô cùng phẫn nộ, vậy nhưng vẫn cố gắng nén cơn giận lại, sau đó hòa nhã nói chuyện. Khảo đoán rằng Tiêu Viêm cũng là luyện dược sư, dị hỏa đúng là rất cần thiết. Vậy nhưng nên nhớ rằng là một người chỉ có thể dung nạp được một loại dị hỏa. Nếu dung nạp thêm loại dị hỏa thứ hai thì sẽ bài xích nhau, sẽ có nguy hiểm bạo thể. Đây chính là đang nhắc nhở để cho hắn từ bỏ. Nếu như chịu bán cho một ân tình thì gã nguyện ý dùng dược phương của đàn dược lục phẩm để trao đổi. Tiêu Viêm liền mỉa mày, nếu đã như vậy thì tại sao không nhường lại cơ hội cho mình? Hàn Phong liền không khách khí nữa, đã cứng đầu như vậy thì đành lụm luôn dị hỏa của tiêu tử thôi. Gã ta nhanh chóng động thủ, Tiêu Viêm cũng phản công, cả hai giao chiến kịch liệt. Tiêu Viêm cho rằng là ai lụm ai vẫn chưa nói chắc được đâu. Hàn Phong không chịu thua, tiêu tử đúng là ngông cuồng mà. Lúc mà gã nổi danh trên đại lục thì không biết hắn còn đang bú sữa mẹ ở đâu. Sau vài chiêu giao thủ, Hàn Phong dường như chiếm được lợi thế, đẩy lùi Tiêu Viêm ra xa. Thời gian Vẫn Lạc Tâm Viêm suy yếu không quá lâu, gã ta muốn tốc chiến tốc thắng nên bạo phát lực lượng, dị hỏa nóng bỏng lan tràn ra xung quanh, sau đó ngưng tụ thành hình giống như một cơn sóng thần. Dược lão nhắc nhở hắn cẩn thận, thứ tên kia sử dụng là dị hỏa ngưng hình, uy lực cực kỳ đáng sợ. Hàn Phong muốn xem thử uy lực của thanh liền địa tâm hỏa của Tiêu Viêm lợi hại hay là hải tâm diễm của gã cao hơn một bậc. Dị hỏa như cơn sóng ập về phía hắn, buộc hắn phải sử dụng tuyệt kỹ phật nộ hỏa liền để đối chọi. Hai loại dị hỏa lao vào nhau phát nổ, uy lực lan ra xung quanh, cắt ngang trận chiến của các trưởng lão. Việc hắn sử dụng được hai loại hỏa diễm đã khiến cho bản thân bại lộ cùng pháp tu luyện phần quyết. Hàn Phong vô cùng kinh ngạc, không tin vào mắt mình nên hỏi lại cho chắc chắn. Tiêu Viêm cũng thừa nhận chính là phần quyết hoàn chỉnh. Nghe vậy, Hàn Phong càng thêm nghi ngờ, tiếp tục hỏi. Dược lão chủ động ra mặt, tên kia sớm muộn cũng sẽ phát hiện. Nếu đã như vậy thì cho gã ta một bất ngờ đi. Chứng kiến thân ảnh quen thuộc, Hàn Phong không tin vào mắt mình, trong đầu xuất hiện rất nhiều dấu hỏi chấm, tại sao ông ta lại còn chưa chết. Tiêu Viêm lên tiếng cảm ơn, nếu không vì hành động của đối phương thì hắn không thể nào gặp được Dược lão, con đường tu luyện e là phải bớt đi rất nhiều màu sắc. Hàn Phong nhớ lại ký ức năm xưa, lúc mà gã tự tay đâm chính sư phụ của mình chỉ vì tranh đoạt bộ công pháp, còn Tiêu Viêm thì được chuyển lại bộ công pháp hoàn chỉnh. Đối với gã, đây chính là không công bằng nên không thể chấp nhận được. Hàn Phong kiên quyết, hôm nay nhất định sẽ tiễn hai người về đất mẹ. Nam chính đáp lại lời khiêu khích đó bằng cách bạo phát lực lượng. Tới đây thì Hàn Phong cũng nhận ra Tiêu Viêm mạnh như vậy là nhờ vào việc mượn sức mạnh linh hồn của Dược lão. Hắn lấy ra hai loài dị hỏa rồi bắt đầu dùng hợp. Hàn Phong cũng ngưng tụ ra một cây trường thường, phật nộ hòa liền bạo phát khí tức vô cùng khủng bố, liên tục lan tràn ra xung quanh. Động tĩnh này khiến cho cả Tô Thiên cũng kinh ngạc. Hàn Phong thì muốn tên sư đệ lẫn sư phụ chôn một chỗ, mà Tiêu Viêm thì lại muốn thanh lý môn hộ. Ai ai cũng muốn lấy mạng đối phương, Hàn Phong gia trì lực lượng vào trường thương rồi phóng đi. Tiêu Viêm ném ra phật nộ hỏa liền, đại trưởng lão cảm thấy không ổn nên nhắc nhở các trưởng lão khác lập tức tránh ra. Hai công kích chạm nhau tạo thành một vụ nổ lớn, dư chấn lan ra xung quanh khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Năng lượng dị hỏa của Hàn Phong càng lúc càng yếu, vậy nhưng phật nộ hỏa liền của Tiêu Viêm thì vẫn như cũ nguyên vẹn. Nó nhanh chóng phá tan trường thường, lao về tới trước mặt Hàn Phong rồi phát nổ. Ăn trọn một chiêu đó vào mặt, Hàn Phong liền giống như diều đứt dây, thân thể lao xuống bên dưới, cũng may được Kim Ngân Nhị lão đòn đỡ. Bởi vì có dị hỏa hộ thể nên gã ta may mắn giữ được cái mạng. Tuy Tiêu Viêm giành được chiến thắng, vậy nhưng mà dùng quá sức thì cũng không tốt, cơ thể bị tổn thương, đấu khí cạn kiệt, không tiếp tục chiến đấu được nữa. Bây giờ Hàn Phong đã hôn mê, tranh đoạt dị hỏa là không thể, cho nên bọn họ liền tìm cơ hội rút lui. Ngay khi vừa giải quyết xong vấn đề trước mắt thì vấn đề khác lại tới. Vô tình năng lượng của dị hỏa lan ra xung quanh lại giúp đỡ cho Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tên này nhân cơ hội hấp thu năng lượng dị hỏa để khôi phục thương thế, muốn ngăn cản đã là quá muộn. Biết không ổn rồi, Tô Thiên lập tức ra lệnh các học viên rời khỏi nội viện, vào núi sâu để tránh. Tiêu Viêm gần như đã tiêu hao hết đấu khí trong người, mà tên kia thì thực lực tăng lên, cho nên hắn bây giờ đã không thể nào thu phục được nó nữa. Dược lão đề nghị hắn rời khỏi đây, chỉ là hắn không nỡ từ bỏ. Tô Thiên ra lệnh cho các trưởng lão kết trận phong ấn. Tất cả mọi người đồng loạt chuyển lực lượng vào người Tô Thiên. Lão ta dùng sức mạnh điều khiển 8 cuộn đá xung quanh, tạo thành một đồ án kỳ lạ bao phủ thiên phần luyện khí tháp. Sau đó dựng ra một kết giới vách ngăn bao vây khu vực xung quanh lại. Tô
Tiêu Viêm định rời đi thì Vẫn Lạc Tâm Viêm đã lao đến tấn công nhằm hấp thu luôn nam chính. Hắn buộc phải lấy hết tốc độ chạy trốn. Bây giờ trận pháp chưa xong, hắn mà lao ra ngoài thì tên kia cũng đi theo ra ngoài. Để cho Vẫn Lạc Tâm Viêm thoát ra thì e rằng xảy ra một trận bạo kiếp, máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán, cho nên hắn quyết định ở lại bên trong cầu kéo. Hai bên giống như mèo và chuột đang đuổi nhau. Đồng lúc tưởng như sắp thành công lao ra ngoài thoát thân thì hắn bất ngờ bị dính một đòn công kích. Cơ thể bị thương rớt xuống dưới và đi thẳng vào miệng Vẫn Lạc Tâm Viêm. Mọi người bên ngoài chứng kiến cảnh tượng đều vô cùng tiếc nuối. Cuối cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng bị phong ấn vĩnh viễn xuống tầng cuối cùng của thiên phần luyện khí tháp. Đổi lại thì bọn họ tổn thất đi Tiêu Viêm. Sự mất mát này làm cho Tô Thiên cực kỳ tiếc nuối. Lão muốn mọi người nhớ kỹ cái tên Tiêu Viêm này. Về phần nam chính, hắn chắc chắn không thể nào mất mạng được. Vậy nhưng để sống sót thì lại là một câu chuyện khác. Và Tiêu Viêm sẽ trải qua những chuyện gì tiếp theo? Các bạn hãy đón xem nhé! Video tới đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại!